Đây là chiếc Huawei Watch GT Cyber. Nó có thể làm được một việc mà đồng hồ thông minh của các bạn chắc chắn không làm được, trừ khi các bạn đeo Smart Band. Đó là như thế này. Nó hoàn toàn có thể tách được cái phần thân và phần vỏ của đồng hồ ra làm đôi. Và khi mà mình cầm sản phẩm này, mình đã phải đặt ra hai câu hỏi to tướng. Thứ nhất, đó là có nhất thiết phải làm như thế này hay không? Và thứ hai là liệu bao nhiêu người sẽ cần thay đổi hoàn toàn thiết kế kiểu như thế này? Để giải đáp cho thắc mắc này thì bọn mình đã đặt một câu hỏi trên tab cộng đồng của Vật Vờ Studio. Và bọn mình đã nhận được khoảng hơn 8.000 lượt bình chọn. Và các bạn hãy nhìn đi, người ta quan tâm đến thời lượng pin là cái thứ nhất. Cái này thì đương nhiên là Huawei đã làm rất tốt rồi. Và điều thứ hai, người ta quan tâm đến thiết kế của đồng hồ thông minh. Khi kéo xuống phần comment thì có rất nhiều bạn giải thích rằng là đồng hồ bây giờ được tính là một cái dạng phụ kiện thời trang. Mà đã là phụ kiện thời trang thì nó phải đẹp, người ta mới mua. Và cũng giống như quần áo hàng ngày thì chiếc đồng hồ của chúng ta cũng cần phải được thay mới bộ khung qua mỗi ngày các bạn sử dụng. Nó còn phải phù hợp với outfit và thể hiện được cá tính và cái tôi của chủ nhân. Và đó là điều mà Huawei đã hướng đến ở trên con Huawei Watch GT Cyber này. Như các bạn đều biết thì với những con smartwatch phổ thông mà chúng ta thường hay mua, chỉ tính riêng đồng hồ Huawei thôi thì pin của họ đã hoàn toàn có thể đánh bại được Apple hay là Samsung. Thì đến bây giờ họ thay đổi về mặt thiết kế, đó là một nước đi hoàn toàn đúng đắn. Và liệu là thay đổi mỗi về mặt thiết kế như thế này thì nó có xứng đáng cho người dùng chúng ta bỏ tiền ra hay không? Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong bài đánh giá chi tiết Huawei Watch GT Cyber trong video ngày hôm nay. Trước khi đến phần nội dung chính thì chúng ta cần phải làm rõ một điều là tại sao mà Huawei lại làm kiểu này. Bởi vì rõ ràng là trên thị trường đã có rất nhiều những cái thể loại như kiểu ốp cho đồng hồ hoặc là dây đeo cho những cái chiếc đồng hồ thông minh. Nhưng mà các bạn có để ý hay không? Đó là những cái sản phẩm đồng hồ thông minh đó thì thường là các bạn chỉ có thể thay dây thôi. Và kể cả khi mà các bạn có đeo ốp thì cũng rất khó để tạo ra được một cái sự đồng bộ giữa cả dây đeo và cái ốp đồng hồ này. Thì Huawei đã giải quyết được hoàn toàn vấn đề đó khi mà họ tạo ra những cái bộ khung dành cho Huawei Watch GT Cyber. Việc mà các bạn tháo lắp những cái bộ khung này với đồng hồ ấy, nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đây các bạn nhìn này, mình chỉ cần dùng hai ngón tay, mình đẩy ra là nó đã có thể trượt ra ngoài. Nhưng mà điều này không có nghĩa rằng là cái sản phẩm này nó được thiết kế một cách lỏng lẻo. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Khi mà mới trải nghiệm sản phẩm này thì mình rất là lo lắng về cái độ bền của cái phần khung viền trên cái chiếc đồng hồ này. Bởi vì là cứ mỗi lần mình lắp vào ấy thì nó lại có một cái tiếng, nó kêu tạch, nó tách rất là to luôn. Và mình cứ nghĩ rằng là cái phần viền này nó sẽ bị xước cơ. Nhưng hoàn toàn là không các bạn ạ. Mỗi ngày mình đóng ra lắp vào khoảng 10 lần và đến nay đã là khoảng ngày thứ 10 rồi. Tuy nhiên là cái phần khung viền trên chiếc đồng hồ này thì hoàn toàn là chưa có bất kỳ một vết xước nào. Thì mình nghĩ rằng các bạn có thể tự tin, yên tâm vào cái độ bền của cái chiếc Huawei Watch GT Cyber này. Và từ trước đến giờ thì cái khả năng hoàn thiện của những sản phẩm đồng hồ thông minh Huawei nói riêng và những cái sản phẩm khác của Huawei nói chung thì chúng ta cũng đều đã được trải nghiệm rồi và nó đều rất là tốt. Khi mà chúng ta đặt cái chiếc đồng hồ này vào đúng bộ khung của nó nhé, thì sẽ có một cái phản hồi rung nhẹ nhẹ vang lên. Và cùng với đó là cái mặt đồng hồ này nó sẽ chuyển sang màu xanh lam để mình biết rằng là mình đã đặt đúng chỗ rồi. Các bạn chỉ cần đặt làm sao cho cần đúng vặn này, nó lọt vào vừa cái khe được đục sẵn ở trên cái phần ốp đồng hồ như này thôi, là mọi người đã có thể lắp nó vào. Đấy, đẩy một cái rất là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một vài câu hỏi thắc mắc của các bạn thiếu niên nhi đồng khi mà mới nhìn thấy cái chiếc đồng hồ này. Thứ nhất là nó có dễ rơi hay không? Câu trả lời nó là không. Các bạn chỉ cần nghe cái tiếng nó thôi là các bạn đã biết là nó chắc như thế nào rồi. Và đảm bảo là khi mà mọi người đeo nó vào cổ tay thì chắc chắn nó không thể nào rơi được. Nhìn đi. Đây là mình còn chả đeo cái gì, mình cứ rung lắc thế thôi, nó không rơi các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng là cái kiểu thiết kế dạng đóng mở cơ học như thế này thì nó sẽ chắc hơn đáng kể nếu như mà chúng ta so sánh với những cái kiểu gọi là hít nam châm truyền thống. Câu hỏi thứ hai của các bạn thiếu niên nhi đồng đó là phần vỏ của chiếc đồng hồ này thì lấy ở đâu ra? Thì xin thưa với các bạn rằng là nếu như các bạn đặt hàng trước cái sản phẩm này từ nay cho đến hết ngày 6 tháng 4 thì sẽ được tặng dây đeo giá gần 1 triệu và giảm 500.000 đồng trực tiếp vào giá. Ở Việt Nam hiện tại thì sẽ bán hai phiên bản và một trong số đó là phiên bản hiện đại như mình đang đeo. Mua sẽ được tặng thêm một cái dây đeo màu xám, còn cái bản thể thao thì sẽ được tặng dây đeo màu cam. Mình nghĩ rằng đây là một cái nhu cầu rất là hợp lý của đa phần người dùng cơ bản hiện tại, bởi vì chúng ta đeo đồng hồ thông minh thì ngoài đi học đi làm ra thì thỉnh thoảng là mình cũng cần phải đeo đi tập thể dục thể thao đúng không? Mà cái việc mà chúng ta có thể custom được những cái bộ khung như thế này thì nó là cực kỳ cần thiết. Đó là những cái gì hãng bán chính thức tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Còn ngay bây giờ thì các bạn đã có thể tìm kiếm những phụ kiện cho sản phẩm này của các bên thứ ba sản xuất rồi. Và mình nghĩ rằng là họ cũng sẽ bán rất là sớm trên các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam như kiểu là Shopee hay Lazada thôi. Nhìn chung thì về mặt thiết kế của Huawei Watch GT Cyber, nó sẽ thay đổi lớn nhất về phần ngoại hình.
và nó sẽ giải quyết được cho các bạn một bài toán, đó là cái phần dây đeo và cái phần khung viền của cái chiếc đồng hồ này sẽ luôn luôn được matching với nhau, nó sẽ luôn luôn liên kết với nhau và ở cái mức độ là hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể thay được những cái mặt đồng hồ phù hợp với những cái dây đeo này. Và ngoài ra thì mình thấy có một cái lợi ích rất lớn khi mà các bạn mua cái ốp dành cho con Huawei Watch GT Cyber, đó chính là chúng ta sẽ tránh được cái lo ngại về việc đồng hồ của mình sẽ bị hỏng, bị xước và cái độ bền của nó sẽ được gia tăng lên đáng kể. Bởi vì như cái phiên bản mình đang đeo trên tay đây các bạn thấy không? Nó được làm từ kim loại và nó rất chắc. Kể cả khi mình va chạm cái phần khung viền đồng hồ này với những cái mặt phẳng cứng ý, thì mình cũng không sợ là nó bị làm sao cả. Bởi vì bản chất cái khung viền này nó đã cực kỳ chắc chắn rồi. Lỡ nó có bị hỏng thì mình chỉ cần bỏ nó đi và mua một cái bộ case khác, thế là xong. Ngoài việc thay đổi về thiết kế ra thì Huawei Watch GT Cyber cũng có một vài mặt đồng hồ để nó làm sao nó fit nhất với cả cái thiết kế bên ngoài của chiếc đồng hồ này. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta có rất là nhiều những cái mặt đồng hồ khác nhau và nó hoàn toàn là phù hợp với cái phần case bên ngoài của Huawei Watch GT Cyber. Như ở đây thì mình đang đeo phiên bản hiện đại thì nó sẽ có sẵn một hình nền theo đúng cái tông màu này luôn. Còn khi mà chuyển sang một cái dây đeo khác thì sẽ có một cái mặt đồng hồ khác hẳn. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý một điều rằng đó là không phải các bạn cứ ốp cái đồng hồ này vào một cái case khác là cái mặt đồng hồ nó sẽ tự chuyển theo cái case này đâu nhá. Làm được như thế thì nó bá đạo quá. Bắt buộc là các bạn sẽ cần phải thay mặt đồng hồ thủ công. Hy vọng rằng ở đây sẽ là một ý tưởng để Huawei Watch GT Cyber những thế hệ tiếp theo có thể làm được. Còn trong trường hợp mà các bạn lo ngại rằng là chỉ có phần khung viền mới bền, còn cái phần đồng hồ bên trong của chúng ta không bền thì các bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Bởi vì là chiếc đồng hồ này đã được chứng nhận đạt chuẩn quân đội với khả năng kháng nước lên đến 5 atmosphere. Tức là mọi người hoàn toàn có thể đeo đồng hồ này đi bơi, chỉ trừ là mọi người đi lặn nó hardcore quá ở ngoài biển thì không nói làm gì. Đấy, chứ còn với đa phần những cái hoạt động mà chúng ta thường tham gia hoặc là những cái môn thể thao mạo hiểm thì Huawei Watch GT Cyber hoàn toàn là có thể cân được tất. Có một điều nữa khá hay ở trên chiếc đồng hồ này đó là về phần đèn pin. Như các bạn đều biết thì bình thường ấy, với đồng hồ thông minh thì chúng ta sẽ chỉ có thể bật đèn pin màu trắng thôi. Tức là lúc này nó sẽ tăng cái độ sáng màn hình lên tối đa với cái hình nền là màu trắng. Nhưng mà với GT Cyber thì các bạn hoàn toàn là có thể thay đổi bất kỳ màu gì mà các bạn muốn với cái chức năng đèn pin trên chiếc máy này. Từ xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, tràm, tím các bạn đều có thể thay được. Nó sẽ rất phù hợp nếu như các bạn đi vào bar, hoặc là ví dụ các bạn đang đi cùng với người thân ở đám đông mà các bạn sợ lạc nhau ấy, thì cái đèn pin kiểu nó nhiều màu như thế này mình nghĩ rằng nó cũng sẽ là một cái dấu hiệu rất tốt để mọi người có thể tìm ra nhau dễ dàng hơn. Một cái lưu ý nho nhỏ cho các bạn đó là Huawei Watch GT Cyber về thời lượng pin của nó chỉ tương đương với Huawei Watch GT 3 ở phiên bản 42mm thôi. Thực ra thì cái thời lượng pin này nó không phải là yếu đâu. Ví dụ như là cái nhu cầu của mình, hàng ngày mình nhận thông báo tin nhắn cuộc gọi và một tuần chơi bóng bàn 2 buổi thì nó vẫn trụ được từ 4 đến 5 ngày. Nó vẫn trâu hơn rất nhiều nếu như mà đem so sánh với Apple Watch hay kể cả là Galaxy Watch. Nếu như bạn nào mà ít có cái nhu cầu là tập luyện thể dục thể thao hơn thì cái chiếc đồng hồ này hoàn toàn là có thể trụ cho các bạn pin lên đến khoảng 1 tuần. Cần phải hiểu rõ một vấn đề đó là cái chiếc đồng hồ này là một con đồng hồ thông minh với rất nhiều tính năng. Nói thẳng ra là những tính năng gì tối tân nhất của Huawei có thể làm hiện tại trên một con đồng hồ thông minh, như kiểu là màn hình đẹp này, nhiều môn tập luyện thể dục thể thao, custom được các kiểu thể loại, kể cả là cái theme trên đồng hồ này nó đã có trên GT Cyber rồi, nên cái việc mà nó tiêu thụ nhiều năng lượng cũng là một việc rất dễ hiểu. Nhưng mà đồng hồ dùng nó 5 ngày rồi ông kêu quái nữa. Đó là những cái điểm đáng chú ý nhất trên Huawei Watch GT Cyber khi mà đem so sánh với những cái mẫu đồng hồ khác của Huawei nói riêng và cả smartwatch thông thường nói chung. Nhìn chung thì cái thứ khiến GT Cyber khác biệt nhất đó là về cách triển khai sản phẩm. Hệ điều hành, tính năng thì nó đã ổn từ thế hệ trước rồi, nên cái bài toán bây giờ của Huawei đó là thay đổi về mặt thiết kế thì GT Cyber đã giải quyết được cái vấn đề này. Những cái tính năng khác ở trên GT Cyber như là nhận thông báo, tin nhắn, cuộc gọi hay là các cái tính năng chăm sóc sức khỏe thì nó không có quá nhiều điểm khác biệt so với Huawei Watch GT 3 hoặc là GT 3 Pro mà trước đây Vật Vờ Studio đã từng review cho các bạn xem. Chúng ta vẫn sẽ có những cái ưu điểm ở trên những thế hệ tiền nhiệm như kiểu là thời lượng pin tốt này, màn hình AMOLED đẹp, các cái cảm biến và bài tập đa dạng, sự mượt mà của Harmony OS, tất cả đều được giữ lại. Và một cái điểm ngon nữa là việc nghe gọi trên cái phiên bản này đã không còn bị lỗi như là GT 3. Ngày trước khi mà mình dùng GT 3 thì nó xảy ra cái tình trạng là nó hơi bị lỗi trong khi mà mình đàm thoại. Thì trên con GT Cyber này, điều này đã hoàn toàn khắc phục. Đàm thoại các thứ rất là ngon lành cảnh đào. Chưa kể là loa con GT Cyber này cũng rất là to để cho các bạn có thể nghe gọi bên ngoài trời lúc mà các bạn tập luyện thể dục thể thao xung quanh có đông người ấy, mà các bạn không gặp quá nhiều khó khăn. Một lưu ý nho nhỏ dành cho các bạn nào mà mua GT Cyber và về kết nối lần đầu thì các bạn sẽ cần phải update lên phiên bản mới nhất của Huawei Health cũng như là Harmony OS. Thì các bạn để ý về cái phần này là được nhé, kết nối rất là đơn giản dễ dàng thôi. Đó là những cái ưu điểm rất lớn và mình cảm thấy cực kỳ hài lòng với Huawei Watch GT Cyber. Vậy thì những cái nhược điểm của nó là gì? Thì nhược điểm của nó thì thực ra nó đến từ chính cái ưu điểm đó là
cái phần case của chiếc đồng hồ này sẽ được gắn liền với dây. Nếu như mà các bạn chỉ có thích case mà các bạn không thích cái dây này thì các bạn cũng không thể nào thay đổi được, bắt buộc là các bạn sẽ phải mua cả cụm. Như đây, mọi người sẽ thấy rằng là cái bản mình đang cầm trên tay đây thì nó sẽ có màu vàng và màu đen. Giả sử bây giờ mình không thích dây màu đen nữa, mình thích dây màu vàng nhưng mà vẫn phải là cái phần case này cơ, thì mình sẽ không thay đổi được mà bắt buộc là mình sẽ cần phải mua một cái phiên bản case khác. Bên cạnh đó thì cái phần giá của bộ case này nó cũng không phải là quá dễ chịu với đa phần người dùng phổ thông. Nó lên đến khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Thực ra thì cái chất lượng hoàn thiện của bộ case này nó rất là tốt nhá, nó cực kỳ là cao cấp luôn ấy. Một cái nhược điểm nữa, thực ra cái này thì không phải là nhược điểm mà nó chỉ là cái sự khó tính và nó hơi cổ hủ của mình thôi. Đó là mình thấy cái phần mặt đáy của cái chiếc GD Cyber này nó vẫn được làm bóng lên. Mình biết rằng đa phần các chiếc smartwatch trên thị trường hiện tại thì đều làm theo kiểu mặt đáy như thế này, nhưng cá nhân mình không thích lắm bởi vì làm bóng thì lúc mà các bạn đeo vào tay nó ra mồ hôi thì nó hơi bẩn. Cũng như là nếu như các bạn để lâu mà không vệ sinh nó thì nhìn nó kinh lắm. Kể ra mà làm nhám nhám được ấy, thì là nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ đỡ bẩn hơn rất là nhiều. Còn đâu là mọi thứ lên chiếc cái đồng hồ này thì đều cực kỳ tuyệt vời và mình không có quá nhiều điểm để chê nữa. Để nói chung cho cái video ngày hôm nay thì Huawei Watch GT Cyber là một chiếc đồng hồ độc đáo của Huawei. Nhưng mà những cái thay đổi này của Huawei mình nghĩ rằng là nó rất hay và cho người dùng nhiều sự lựa chọn nếu như mà mọi người muốn thay đổi về cái ngoại hình của đồng hồ, làm sao để nó trở nên đặc biệt nhất, nó phù hợp với cái cá tính và cái phong cách thời trang các bạn nhất. Thì đó, GT Cyber sẽ giải quyết được bài toán này. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Huawei Watch GT Cyber và cái mức giá của nó hiện tại thì nó có phải là quá cao hay không? Hãy cho mình biết bằng cách là comment phía bên dưới. Cá nhân mình cho rằng thì sản phẩm này nó hoàn toàn là phù hợp với giá tiền thôi. Bởi vì khi mà các bạn mua trước thì các bạn sẽ được tặng dây cũng như là được giảm giá rồi. Thì cái mức giá này nếu như mà đem so sánh với GT 3 thì nó không phải là quá đắt, kể cả là với GT 3 Pro đi. Đó, và những cái chức năng thì vẫn được giữ nguyên như vậy. Thì các bạn hãy để lại những ý kiến của mọi người phần comment bên dưới để cho mình và những người khác được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài review lần sau. Bye bye.